Hello anh em, thì em Thủy rất cảm ơn anh em đã tin tưởng và đặt hàng ở bên em. Thì không có anh em thì em cũng không thể bán được hàng. Đấy, rất cảm ơn anh em đã tin tưởng và trao cái niềm tin ấy cho bên em. Thì hôm nay em có trả hàng cho hai bác khách, một bát bản màu tím, bốt 24V 2023 và một bát bản màu đen, bốt 24V 2023. Thì đây là con máy của bác khách ở trong Aun 3 nhá. Đấy. Bác đánh thủy điện. Đấy, còn một con này của bác khách ở trong con tum này, để em xem lại địa chỉ của hai bác nhá. Đây, con máy của bác Vũ ở trong thị xã Aun Ba nhá, Gia Lai nhá. Đấy, bản nâng cấp đắp mạch. Ok chưa? Đấy, làm rất là cẩn thận, riêng bên em đắp mạch uy tín luôn cho anh em, đắp chân biến áp rất là dày dặn nhá. Đấy, anh em nhìn nhá, chân phét cũng đi dây đồng hết. Và một con máy của bác khách cũng ít tuổi thôi. Bác này ở trong con tum, để em xem lại địa chỉ nào. Đây, con máy của bác Lời nhá. Đấy, con này thì em làm xong rồi, em vào sẵn vỏ viết rồi, tí test máy là gửi đi cho bác thôi, cũng đắp mạch đầy đủ về, mà riêng máy ở bên em nhá. Anh em đặt bản đắp mạch mà tháo ra mà không đắp mạch, anh em gọi điện cho em đền anh em 1 triệu nhá. Đấy, và trả lại máy cho em. Nói đúng như cam kết nhá, làm rất cẩn thận luôn. Ok anh em nhá. Đấy, riêng bác nào mà cứ báo em đắp mạch là em đắp cẩn thận nhá. Đấy. Tiền nào của đấy thôi, thì hàng núm nhôm CNC này anh em này, nhìn thấy không? Đắp chất lượng nhá, rất là đẹp nhá. Ok anh em nhé, thì xin phép anh em vào vỏ hướng dẫn các bác chỉnh tần số con bot 24V này, đánh cáp và đánh vật nhá. Hello anh em nhé, thì đây là Facebook của mình, Thủy Kích Cá này. Thì anh em nào chơi Facebook thì kết bạn với mình nhá. Anh em gõ vào ô tìm kiếm ở trên góc màn hình này chữ Thủy Kích Cá nhá là nó ra, và kết bạn với mình sẽ chấp nhận nhá, để anh em trao đổi những vấn đề mà anh em cần cần hỏi mình, hay là có vấn đề gì thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em nhé. Chào anh em nhé. Đây anh em nhé, con bot 24V của khách ở trong Aun 3 Gia Lai này. Sau khi em đã vào vỏ xong này, cấu hình bot 24V thì rất là quen thuộc rồi anh em thấy không? Nó chạy tổng cộng là 3 cuộn cảm E65 thì xung giật cực rộng. Đối với nước sạch nhá thì anh em mới đánh được 3 cảm. Còn riêng mà đánh với nước bẩn thì tải 3 cảm nó sẽ nặng máy, và nếu mà kéo cáp thì sẽ không đánh được anh em nhá. Còn nếu mà nước sạch thì đánh 2 cảm. À quên, nước sạch thì đánh 3 cảm, còn nếu mà nước bẩn thì chỉ cho phép đánh được 2 cảm thôi. Phần tụ đầu ra của nó tổng cộng là 8 tụ đầu ra và 6 tụ băm nhá, chạy toàn bộ bằng tụ 8 web. Đấy, có cuộn chống sốc SCR, khi mà bị chập vật nhá thì anh em hạn chế chập vật thôi thì máy nó mới bền. Chạy hai biến áp của Samut 3800G chính hãng nhá anh em nhá. Đấy. Hai quạt làm mát này, bộ bot áp nguồn này. Đấy. Máy thì có tổng cộng là 32 phét nhỏ anh em nhá. Đấy. Công suất cực kỳ lớn luôn, riêng đánh dòng sông hồ lớn thì con bot 24V này thời điểm hiện tại đang là những mẫu đứng đầu trong phân khúc kéo cáp và đánh vợt nhá. Thì tần số đánh vợt, anh em đánh con bot 24V này anh em đánh cực kỳ ngon, Tuyên Quang, Bắc Giang, các tỉnh trong cả nước đánh khách phản hồi đánh vợt cực kỳ chắc cá và nổi đẹp luôn nha. Đấy. Còn nếu mà kéo cáp thì mình sẽ chia sẻ thông số chỉnh cho anh em đánh, anh em Bắc Giang cũng hay đánh bot này nha. Đấy, bây giờ các tỉnh miền trong mình bán vào cũng khá là nhiều rồi. Đánh phản hồi chất lượng rất là ok, máy thì chạy điện áp 24V nhá. Ok anh em, thử máy này. 3000W thì đối với con này là không là cái gì luôn. Tải cực kỳ lớn nhá. Đấy. Ok anh em, sáng quắc nhá. Chạy 24V mà tần số đánh vọt là mình chỉnh sẵn cho anh rồi, 55, 75 và 28 nhá. Đấy. Bấm này. Mình đang để nước 2 cảm nhá, mình bật 3 cảm này. 3 cảm tiếng máy nó kêu khác, 2 cảm tiếng máy nó kêu khác này. Đấy, S3 là 3 nhá. S2 là 2 này. Đấy. 3 cảm này. 3 cảm thì dòng nó lớn, nó sáng hơn này. Đấy. Ok anh em nhá. Chỉnh tiếp này, tần số này. Đánh vợt này, 60 75 40 này, cái này thì vừa kéo cáp. À, như kiểu anh em vừa chèo vừa bấm cũng được nha, kéo cáp vừa chèo vừa bấm ấy. Anh em ở hồ trên Thác Bà đánh tần số này cũng khá là ok, 60 75 40 mình cho khách ở trên đấy đánh. Đấy, cứ nhấp cò tầm 3 giây nhả ra, có cá là nó sẽ phọt lên chèo chậm. Đấy. Bốt 24V. Đấy. Chuyển tiếp tần số kéo cáp chọn điểm 8 đến 10 mét nước, kéo cá da trơn, cá có vảy, cá chét thì mình để tầm 45, 100 và 15 nhá, hoặc là 50 nhá. Bấm này, cò đầu cứ giã tầm khoảng chục giây này. Đấy.
tầm chục giây anh em nhé. Có đầu là phải dứt khoát, đánh cá ngạnh, đánh cá chép, nhả ra này xong lại nhấp lại này, nhả ra 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 nhấp lại này. Đấy, sau một cò cuối anh em đệm tầm khoảng 5 giây nhá. Đấy, đánh cá ngạnh và cá chép, cá bò sâu rất là ok nhá. Còn nếu mà anh em nào mà muốn ở trong miền trong mà muốn kéo cá lăng mà kéo đạp rèn ấy thì anh em chỉnh cho mình là 40 lăng đuôi đỏ nhá. Đấy, 40 này. 100 nhá. Để đánh kéo anh em nào kéo cá trạch, cá chiếc các thứ ấy. Chê này, da trơn này, lăng đuôi đỏ à. Thì chỉnh cho mình như này 40 100 100. Đấy. Chốt cha hàng tất nhá. Nhịp chớp của máy nhá. Thì mắc tần số con này có thể lên được 200 Hz. Thì anh em nào mà phang cả cá trắng, cá có vảy, cả da trơn thì chỉnh tầm khoảng 60 nhá. 60 180, kéo cáp đạp rèn xuôi theo chiều nước nhá. Đấy. Ok luôn anh em nhá, riêng cái loại chép vật lên ngay. Báo phê. Mình thử chỉnh cao tần số lên xem nào. Mắc là 200 thì công suất con này rất là lớn nhá. 3000W chỉnh lên cao chắc là rụng luôn. Quá là khỏe từ nhá. Đây là mới có 124 rồi đấy anh em ạ. Chỉnh thử lên nhá. Lên nữa này. Khỏe quá. Quá là sáng. Mình không dám bóp cò rèn, nếu mà bóp rèn là đứt bóng luôn. Đấy, công suất rất là khủng. Mà nhất là đây là 30 lăng dồn ở 80. Chứ mà dồn về tầm khoảng 50 với 20, dồn về tầm 20 khéo đứt bóng luôn. Công suất rất là lớn. Sáng chóe luôn anh em ạ. Ok anh em nhá, thôi mình hướng dẫn anh em như thế. Và anh em nào chưa biết kỹ thuật đánh thì có thể liên hệ với mình, nó còn liên quan đến nhịp cò cơ. Ok anh em nhá.